Xin chào quý khán giả thân mến nha. Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng đây. Live đây DB Caustic PH112S tiếp tục lên đường. Này gửi vào một anh khách ở tận trong miền Nam cơ, anh không ra được. Nên là bên mình setup sẵn một bộ và gửi tàu, gửi xe vào cho anh. Đây loa mới nguyên tập hộp đấy nhá, PH112S này. Và bộ này thì gồm 3 cặp live đây, một cặp súp kép và 3 thùng cắt xê. Đây, hai cái thùng này đóng rồi và đây là cái thùng cuối cùng. Anh em đang đóng nốt vào. Hàng thì mới tinh đập hộp nhưng mà lấy thùng cát xê nên là lại phải bóc ra đóng vào cát xê. Quý vị biết sao? Tại vì vận chuyển ấy, vận chuyển thì chẳng nhẽ lại gửi cái thùng cát xê không xong rồi lại gửi cái loa nguyên hộp như này thì nó bị tốn cái số mét khối. Nên là bóc ra đóng vào thùng cát xê như này luôn, đỡ tốn cái số khối. Từ từ ăn úp nhá. Đấy, bộ thì gồm có 3 cặp này này, một cặp súp, xé cho Hiếu cái mặt áo súp ra cái. Đây hai con súp đây và một bộ tủ máy. Tủ máy thì setup sẵn rồi. Này mình có sẵn mốt ở trong máy tính rồi. Đấy, setup sẵn rồi là xong là gửi đi. Ok rồi bác ơi. Súp PH218 Special 3 cặp live đây. PH112S quay nó một vòng đi. Quay từ từ rồi. Đây, mặt trước mặt sau nhìn đẹp không? Đó, quý vị nhìn này. Nhìn nó tây á. Nói chung là với cái tầm giá 28 triệu một cặp này thì quá là ok rồi quý vị. Quá rực rỡ rồi, nhiều đơn vị Việt Nam bán những cái đôi loa trong nước mà người ta đã bán 24-25 triệu rồi thì nó không xứng đáng quý vị. Đấy, tầm này thêm vài triệu để chơi hàng nhập rồi quý vị. Cái này nó là sơn nhựa nhé, nó không phải sơn nữa rồi, nó là phủ nhựa luôn rồi quý vị. Nó là phủ nhựa rồi, rất là đẹp, đẹp cực kỳ luôn. Hậu loa này đẹp nét căng luôn. Vào đây quý vị nhìn loa này, đi làm đánh những cái chương to là phải chơi những cái loa như này quý vị nhìn này. Sau khi xếp lên này, nhìn nó kinh khủng chưa, rực rỡ chưa. Đó, những cái dàn này là đánh những cái show rất là to ngoài trời, đánh những cái sân bóng, đánh những cái sân bóng và các cái quảng trường to ngoài trời, đánh hai vế như này bao vài ngàn khán giả luôn, rất là rực rỡ. Đây tủ máy, đây tủ máy thì bên mình setup sẵn rồi, xong là cuốn gói là gửi vào thôi là xong. Vẫn là mixer này, Ashley MX 16 Plus này, quản lý nguồn DB, mic DB, cốt số DBX PA2 này và hai chiếc cục đẩy của DB. Đấy, file setup sẵn ở trong máy rồi. File setup sẵn ở trong máy rồi là về là cứ vậy là chơi thôi. Tại vì khi mà mình đã setup ok rồi là về là cứ vậy chơi rất ngon này. Con này nó đang bắt qua wifi nhé. Đây này, này con côn này thông minh phết, đang cắm qua dây mạng nhé, điều khiển qua mạng LAN, đang cắm vào con wifi bên này. Đấy, và điều khiển được trên máy tính, điện thoại các thứ, rất là ngon. Đó, file setup sẵn hết rồi, setup sẵn hết rồi. Đó, giải quyết được rất nhiều thứ ở trên này con côn này luôn. Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng này là quá là hoan hỉ rồi. Ok, bây giờ thì anh em sẽ đóng nút đưa, đóng nút cái kia vào đi. Xong rồi để quấn màng chip vào để gửi đi. Súp này thì có hộp của nó nhá. Súp này để tí nó bỏ hộp của nó xuống xong rồi để nguyên áo như này, đóng vào trong hộp, chèn súp vào, xong lại quấn màng chip ra bên ngoài. Cẩn thận, không bao giờ là thừa. Đây, bây giờ anh em đóng nút cái này vào và để ra gửi xe. Ra gửi xe. Cái này, cái chữ D này là do người ta sơn, nó chưa khô, người ta đã quấn cái màng chít bên ngoài, xong đến lúc về mình xé ra nó thành vết như này. Cái này là hơi lỗi này, mà thôi. Cái này là Việt Nam làm, quý vị nhớ, cái thùng cát xê là mình đặt ở Việt Nam, con này cũng bị này. Chứ không phải là thùng cát xê của hãng đâu, chứ còn hãng người ta làm thì nó rực rỡ lắm, đẹp lắm. Đây này, cái này là mình đặt ở Việt Nam và phun cái sơn trắng lên. Làm cái cắt cái khung gỗ ấy, cắt cái khung bằng cái tấm gỗ ép ấy quý vị ạ. Thế là xong đặt cái tấm gỗ vào đó, phun sơn lên. Sơn chưa kịp khô, cuốn bằng chít vào nên nó bị như này. Ok, đây, bây giờ thì anh em sẽ cuốn gói và sẽ gửi bộ này đi nhá. Đấy, cảm ơn anh em, cảm ơn quý vị khán giả thân mến của DVS. Và chúc các bác có một tháng mới thật là may mắn, thật là tài lộc nha. Phát tài phát lộc nha. Một tháng mới thật là rực rỡ nha. Đấy, nhìn cái bộ loa như này là quá rực rỡ, quá kinh khủng rồi. Quá đẹp luôn. Ok. Đấy nhá, lau chùi thật sạch đi, xong rồi cuốn màng chít vào để tí nữa gọi xe đến cho đi luôn nhá. Đây, mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng, hàng lên xe anh em ơi. Nào, ba người đi cho nhẹ. Live Ray DB Caustic PH112S. B2 tay ở dưới bạn. Đây, mỗi một thùng này là hai chiếc nhờ, kê vào nhá. Kê vào không cái V của Việt nó lại chém cho cái thùng đấy tan nát luôn đấy. Ba đôi, ba thùng đây và súp thì đây. Súp chuẩn bị đóng hộp vào. Súp PH218 Special, cái súp như kia nha. Đó, giữ luôn.
trọn bộ gửi vào tận trong miền Nam rồi các bác. Khách ở trong miền Nam không ra được thì nói chung là xét về cái độ uy tín thì DVH thì quá đỗi là ok rồi, nên là setup xong là khách chuyển tiền, thế là cứ thế là gửi hàng vào thôi chứ không phải đắn đo gì nữa rồi, setup sẵn rồi, về cứ cắm là chơi rồi các bác nha. Đây, hàng lên lốt xe đây. Anh em trật tự nói ít làm nhiều anh em ơi. PH218 Special phiên bản đặc biệt đã lên nốt trên xe. Bây giờ khuôn nốt tủ máy lên nữa là đủ bộ. 3 cặp loa, 1 cặp súp, kèm áo luôn, cassette, tủ máy.